Miếu thì Miếu sẽ chia sẻ nhanh thôi, mau thôi để cho cô chú anh chị em nắm được. Là cái thời kỳ này là cái thời kỳ nó tận diệt quý vị à. Thời kỳ cùng cuối rồi mà thầy nói á, là đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Và sau này đến việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà được không? Thì kính thưa cô chú anh chị em, thầy nói là đời cùng, tức là nó đã đi vô cái ngõ ngõ hẹp rồi gì à, nó không còn đường đi ra nữa. Nói thì ngày hôm nay thầy nói chúng ta đó cũng giống như là những cái biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Chi bằng ngày hôm nay chúng ta học theo những hạnh nguyện của tổ của thầy truyền đạt lại cho chúng ta, biết được những cái gì chúng ta giúp đỡ cho bà con hàng xóm láng giềng chúng ta. Chúng ta có năng khiếu về chia sẻ những cái việc từ thiện thì chúng ta phát gạo cho bà con. Chúng ta thương yêu muôn loài, chúng ta thả cá phóng sanh. Chúng ta thấy người ta không có nhà cửa ở thì chúng ta kêu gọi giúp đỡ cho có nhà cửa, xây cất nhà từ thiện. Người ta chết không có tiền để mua hòm, mua nhang khói này kia, chúng ta mời đồng đạo lại. Chúng ta giúp người ta có được cái hòm ta chôn, có được miếng đất cho người ta nghỉ, tức là chúng ta xây nghĩa địa. Thì tất cả những điều này thì đúng vô những cái câu mà thầy nói, là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì rõ ràng những cái lời này nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức chúng ta. Chúng ta mở mắt thức dậy, sáng thức dậy là chúng ta phải nghĩ là làm sao để giúp người, làm sao để cứu người, làm sao để yêu thương người. Như vậy nó đúng là tinh thần Phật giáo hảo. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là làm sao phải hại người, làm sao phải nói xấu người, làm sao phải gọi là làm cho người đó lụi bại, suy tàn đi. Như vậy thì nó không phải đúng với tinh thần Phật giáo hảo. Thì nhân những cái sự chương trình thầy để lại thì em Hiếu ở đây học sơ hiểu mọn, thì em Hiếu hiểu thế nào để nói cho quý vị nghe tất cả những cái lời tiên tri của thầy, của các vị, chẳng hạn như là bây giờ xuất hiện lên là ông lão Campuchia, nói hoàn toàn là chính xác 100%. Quý vị thấy đó, là mình không phải là so sánh ông lão Campuchia với thầy mình, không phải gì, ý nó là những cái lời tiên tri, những cái lời chia sẻ nó đang dần ứng hiện. Thế giới bây giờ nó bị hạn hán, Việt Nam chúng ta cũng hạn hán, cái nóng cùng cực lên làm cho cái băng của Bắc Cực và Nam Cực nó sẽ tan chảy, thì cái mặt nước biển sẽ nhấn chìm một số nước luôn, chẳng hạn như là nước Indonesia nè, nước Nhật Bản nè, những cái nước mà lân cận nó gần biển này kia đó, như Hà Lan này kia nè, nó sẽ trong vòng năm 2100 thôi là nó sẽ bị nhấn chìm đó. Bây giờ thế giới người ta không có cách nào để cứu hết trơn. Mà thầy, nói chung là thầy ví dụ mình hay lắm gì, còn khoa học ví dụ mình lại mắc cười lắm. Đó, thầy nói là y gan là, thầy nói là cảnh thế tạo càng ngày thỏng nõn, giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lại thế. Tức là cảnh thế tạo, thầy nói là cảnh thế gian mình ở đây nè, cái dương trần thế gian trần thế kia đó là càng ngày nó càng thỏng mõn. Mà bây giờ khoa học nó ví như cái trái đất chúng ta giống như cái trục xoay của gì, giống như trục xoay nè, nó xoay vòng tròn, biết thế nào nó cũng gọi là mòn hai cái chấu á. Nếu mà chúng ta xoay hoài như nè, bây giờ nó xoay cả ngàn cả triệu năm nay rồi, nó chuẩn bị mòn hai cái chấu thì cái trục nó rớt ra. Thì đến lúc đó thì những cái lời tiên tri của thầy nói đó là mặt nước biển lô nhô lặn thập, chim đua bay cá lại trên mồi, ngọn thủy chiều nô nút sụt sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển luôn. Đến lúc đó là tam đại thế chiến xuất hiện, thì bom nguyên tử, bom hạt nhân, tất cả những cái loại khí giới trên thế gian này, súng đạn dược, xe tăng thiết giáp, tàu lặn, máy bay gì không người lái, tất cả anh em dùng hết. Để chi vậy? Nó sẽ tranh bá đồ dương. Bởi giết con người nó sống quá lâu thì nó sẽ sanh ra là cái sự nhàm chán, cái sự gọi là tranh quyền đoạt lợi. Thử hỏi đi, tất cả chúng ta sống bây giờ cái đời quan hệ này, chúng ta không biết chúng ta chết bao nhiêu tuổi, thì do cái phước lực, cái nghiệp lực chúng ta làm phước nhiều thì chúng ta sống thọ sống dai. Còn những người mà bạc ác đó thì họ thường hay mắc sớm cái gì à. Đó thì ngày hôm nay chúng ta muốn sống thọ sống dai, muốn chân truyền theo giáo đức thầy, muốn được thầy cứu đó, thì muốn được chờ Phật cứu đó, thì chúng ta phải bắt buộc phải làm hiền. Mà thầy nói là muốn làm hiền thì gắn nhịn đừng than, hay hoặc giả là thế gian ai cũng tham tiền, ấy là đem sợ xích xiềng trói thân.
ở rất là nhiều những câu thầy khuyên chúng ta là đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đờ trao chĩa chữ lành cho xong. Chúng ta phải trao chĩa chữ lành chữ hiền cho nó xong đúng không chị? Bây giờ đó thì chúng ta mới đem ra mới giúp được bà con. Thì em Hiếu đã nhận ra được cái điều này khoảng năm mấy nay. Thì bắt đầu có trên những tháng này là em Hiếu, cái anh này anh nói với em Hiếu là rất là nhiều. Nó là em Hiếu à, thay vì bây giờ em kêu gọi từ thiện để mà đi giúp đời, em lo cho bà con, lo cho mọi người như vậy đó, nhưng mà một khi bà con ăn được 10 kg gạo, 20 kg gạo của Mạnh Thường Quân, người ta sẽ như thế nào? Hết gạo người ta xin nữa, hết gạo người ta xin nữa, ta đợi như vậy sao? Thì em phải làm sao em tạo ra một cái niềm tin sống, một cái cuộc sống cho người ta, cho em luôn, để em nuôi gia đình em. Và trong khi đó em phải giúp đỡ cho tất cả mọi người bằng chính cái thực lực của em, không được kêu gọi từ thiện nữa. Đó, thì em Hiếu nhận được cái chân lý này không chị? Thành ra là em Hiếu mới bắt đầu bắt tay với sư huynh Sáu Giàu để mà làm những cái thực phẩm chức năng, những cái ngứa, xoa bóp rượu này kia đâu. Để chi vậy? Để tự em Hiếu tạo ra được cái niềm tin đối với tất cả mọi người, tự em Hiếu tạo được cái kinh phí. Em Hiếu muốn giúp ai thì giúp, muốn làm gì thì làm. Nó muốn cho từ thiện chỗ này thì cho, muốn thương yêu người này thì thương yêu người này, muốn giúp đỡ người kia thì giúp đỡ người kia. Không có cần nhất thiết phải kêu gọi từ thiện đó, không cần nhất thiết phải kêu gọi từ thiện để mà lên clip nữa quý chị. Đó là cái tâm nguyện của em Hiếu bây giờ. Bởi thành ra đó, em Hiếu xin trao lại tất cả cho bà con. Nếu như mà ai có tất cả các vấn đề về xương khớp, gai cột sống, thoái hóa, thoát vị địa điểm, đau thắt lưng, tê tay, tê chân, mất ngủ, rồi nó bị rút và nó ngừa rút luôn, thì cái thực phẩm chức năng này nó sẽ giải quyết cho cô chú anh chị em là tuyệt đối 80%. Bởi vì em Hiếu tại sao cái gì? Thì tất cả ở đây là cái Nhật Bản, thuốc thực phẩm chức năng này của Nhật Bản, nhưng mà cái loại viên nó thuốc nhỏ nhỏ gì đó, thì em Hiếu dịch ra tiếng Việt hết trơn luôn. Em Hiếu dịch ra tiếng Việt hết trơn, bây giờ là lấy là cư sĩ danh giới thực phẩm chức năng để mà gửi cho cô chú anh chị em. Bởi vì những cái đơn hàng bây giờ là cháy hàng, gỡ không kịp. Tại sao người ta mới nói là em Hiếu ơi, em không phải thầy thuốc đâu, mà sao mới cái thị đây mà em làm được thế ghê. Có nghĩa là em gỡ đi có bàn tay phục dược quá, em gỡ đi đến đâu hết tới đó. Bây giờ anh cho lấy 5 phần, lấy 10 phần, có những người ta lấy 30 phần cái gì, 30 phần đó, gỡ cho người ta luôn. Em Hiếu bây giờ bao nhiêu hết bao nhiêu. Mới hôm qua thôi em Hiếu về 100 phần, mà bây giờ em Hiếu trôi đi hết trơn còn mười mấy phần đó. Bởi vì gỡ đến đâu hết đó. Cái này là chi diệu gì, quý vị dùng nhiều nó sẽ không bị mục xương, nó không giữ nước, nó sẽ ngừa chúng ta là gọi là tai biến mạch máu não đó, rồi nó sẽ giúp chúng ta là không bị đột quỵ luôn. Dùng trên 3 phần nha, còn dùng 1 phần thì nó sẽ chấm dứt tuyệt đối tất cả những cái thằng xương khớp, gai cột sống, thoái hóa, địa điểm kia đó, chấm dứt tuyệt đối luôn đó. Thì do cái cơ địa, do cái sức khỏe của chúng ta, cuộc sống chúng ta, thì bà con hỏi Hiếu là hết rồi mình có nên mua nữa hay không, hết bệnh rồi có nên mua nữa hay không đó. Thì em cháu nói là do cái cơ địa của gì, cứ gì tu hành của gì, cứ việc niệm Phật, ăn chay, làm hiền làm lành đi, rồi cái cơ địa của mỗi người, cái duyên nghiệp của mỗi người nữa, nhiều khi 6-7 tháng sau bị lại, nhiều khi năm sau bị lại, thì lúc đó thì mình tiếp tục mình thỉnh cái này về, nó không có bao nhiêu chân của gì. 6-7 tháng trời đổi lại một cái thực phẩm chức năng này để giúp cho cô chú anh chị em lập tức là khỏe lại mạnh liền 80-90% thì nó đâu có bao nhiêu đâu. Đó, em Hiếu nói gì là quý vị hiểu tấm lòng của em Hiếu. Không khuyến khích quý vị là dùng thực phẩm chức năng này, không khuyến khích quý vị dùng thuốc tây, thuốc của ai bất kỳ em cháu không biết, nhưng mà đối với em Hiếu là bây giờ em Hiếu rất là chạy cháy hàng, chuộng cái mặt hàng này. Em Hiếu gỡ không kịp. Một ngày em Hiếu nói chung quý vị là nhận được khoảng 20-30 cuộc gọi từ những người đã dùng thực phẩm chức năng này, điện lại đặt thêm, từ những người tư vấn cho mọi người chưa dùng, và những người chưa dùng đã đặt thực phẩm chức năng này dùng thử luôn đó. Em Hiếu hàng ngày phải đối diện với ba cái vấn đề đó quý vị. Người dùng rồi lấy thêm nè, người chưa dùng phải tư vấn nè, và người thứ ba là gỡ lần đầu tiên dùng xong thì bắt đầu ba cái này nó sẽ xoay chuyển với nhau. Từ người dùng rồi thì sẽ đến giới thiệu cho cái người chưa dùng, tư vấn dùng cái người chưa dùng, thì người chưa dùng này sẽ gỡ lần đầu tiên, cái người đầu tiên này sẽ đâm ra là xây lại cái vòng tròn, là cái người cũ rồi đó thì sẽ gỡ ra được những người mới nữa.
rất là nhiều. Em cháu bây giờ là gửi đơn ở tới Hà Nội, Đắk Lắk, Kon Tum nhiều máy, em cháu rất là nhiều cái gì. Bây giờ á, clip này em cháu nói có một phần nó khuyến mãi thêm. Khi mà cô chú anh chị em lấy thực tỉnh thực phẩm chức năng này hai cặp đó, em cháu sẽ miễn ship cho cô chú anh chị em. Miễn ship luôn, tiền ship là 35-40 ngàn em cháu miễn ship. Còn bây giờ nếu như mà quý vị lấy 3 phần thực phẩm chức năng, lấy 3 phần thực phẩm chức năng, thì trong khi đó thì em Hiếu thường thường á là em Hiếu tặng cho quý vị là như thế này nè. Cô chú anh chị em có thỉnh đời Hiếu quý vị biết nè, là bệnh dầu diêm son với dầu trị Covid là thường thường nó như thế này nè. Đó, bây giờ quý vị lấy 2 phần thì em Hiếu vẫn tặng 2 bịch cho quý vị, em Hiếu miễn ship. Miễn ship tiền dầu với lại tiền thực phẩm chức năng luôn ha. Đó, miễn ship hết. Còn mà chừng khi quý vị lấy 3 phần, quý vị lấy 3 phần như thế này đó, thì vừa miễn ship và em Hiếu tặng cho quý vị một suất rượu so bóp nè, 36 vị thuốc bắc. So bóp tới đâu hết tới đó, tê bì chân tay đau nhất chỗ nào đó, so nó mát lạnh mà nó thơm lắm cái gì à. Đó, cái chai này nó thơm cực kỳ luôn, nó thơm nó nồng lắm. Mà bóp vô tới đâu là nó đau hết, đỡ nhiều tới đó quý vị. Đó, quý vị lấy dùng miếng máy massage quý vị bấm bấm, cái người tai biến phải không? Mà bây giờ dùng cái thuốc gụ này đó, bây giờ người ta đi lại bình thường luôn, người ta không bị liệt tay luôn quý vị. Đó, thì em Hiếu dẫn tặng quý vị nè, nhỏ mắt nhỏ mũi nè. Đó, còn bây giờ á, cái hũ thuốc ngứa này đó, em Hiếu nghiên cứu lên nó trị được 17 thứ bệnh luôn. Ngứa, lát, ghẻ, lông ben, phỏng tay, phỏng chân, ung thư vú, rồi lông ben lát biến, rồi da đầu bị nấm nè, da đầu bị chóc ghẻ, rồi da đầu bị phỏng luôn. Đó, da đầu bị phỏng luôn, rồi nói chung là tất cả những cái gì mà nó ngoài da đó thì thằng này nó sẽ trị được hết. Trị mụn, trị nám, trị tàn nhang cho cô chú anh chị em phái nữ luôn. Đó, cái ngứa này em Hiếu mới nghiên cứu nè. Tất cả nó hay lắm cái gì à. Đó. Rồi đó, em Hiếu tặng cho quý vị một hộp sạn thận luôn. Sạn thận thận mấy ly bây giờ là dùng của thằng này cũng hết trơn, nhất là cái người nam đó. Do cái sinh lý này kia nhiều khi nó nhiều quá hay nó yếu quá đó, rất là dễ bị sạn thận luôn. Thành ra là em Hiếu tặng luôn. Đó. Rồi tặng quý vị chai thuốc nhất khớp nè. Rồi tặng quý vị là mát gan nè. Nói chung là tất cả các nơi đây đó quý vị lấy 3 phần thì em Hiếu tặng hết trơn. Cái này là em Hiếu chia cho mọi người đó là vòng vòng có khoảng là gần 150 ngàn quý vị, nhưng mà quý vị lấy 3 phần thì em Hiếu tặng hết cho quý vị luôn. Đó, yêu cầu mỗi phần này là phần là có thêm dầu hết trơn rồi đó, em Hiếu tặng luôn, tặng mỗi thứ là 4 chai dầu, rồi xong con tặng nguyên cái combo này cho quý vị luôn nếu quý vị lấy 3 phần trở lên. Thì đây là cái tâm nguyện và cái nguyện vọng của em Hiếu để mà giúp đỡ cho bà con, không có cần nhất thiết phải đi kêu gọi từ thiện nữa. Ở trong khi đó đó thì bây giờ á, là nói về cái vấn đề á, là bây giờ cô chú anh chị em quan tâm á, tại Hiếu cũng có tặng bao tử cho quý vị luôn ha. Bao tử này là vị thống đơn nè, uống vô bây giờ người ta chịu không gì, đau bao tử, đau dạ dày cỡ nào cũng hết nha. Đó, rồi giờ đó tất cả những cái dây thiên tâm, dây dưới mặt luôn đó em Hiếu cũng có ha, dây dưới mặt dây chuyền nè. Đó, rồi bà con bây giờ nhu cầu nè, miếng dán nhà nè, đó, rồi miếng dán xe nè, đó, cái sự nhu cầu bà con là em Hiếu làm hết. Tất cả những này là em Hiếu xuất tiền nhà ra mình làm đâu gì để mình cho bà con. Bởi vì quý vị thắc mắc là tại sao em Hiếu giới thiệu Phật giáo Hòa Hảo, giới thiệu Thiên Tâm Đạo nữa. Thật sự nó không phải như vậy. Tức là bây giờ bà con theo Phật giáo Hòa Hảo rồi đó, thì có thể tìm hiểu về Thiên Tâm Đạo. À, có thể chúng ta là thỉnh mấy cái này về thôi, chúng ta đâu cần nhất thiết phải quy theo Thiên Tâm Đạo đâu. Đó thì em Hiếu cũng thấy vậy. Bây giờ mình tu mà nhà cửa của mình nó gọi là nó cãi lộn gây lộn, người làm ăn này kia không được quá, thì bây giờ mình thỉnh này về, đem về dán nhà dán cửa mình. Cái này miễn phí hết em. Dán nhà dán cửa rồi cho gia đạo mình nó bình an lại, rồi mưa thuận gió hòa, nhà cửa chúng ta nó không bị sập, nó không có gây cái chuyện trở ngại này kia cho cái cuộc sống chúng ta. Đó thì chúng ta dán vô rồi tài lộc được kia để về nhà thì cũng tốt. Rồi cái này mình dán vô xe. Đó, chạy ra xe gặp đi ra ngoài đường gặp cái thằng nào mà lủi nó chạy xe nó nẹt bô được kia nó xém đụng mình đó, thì đem này treo này vô đặng nó đỡ ra. Rồi có nghĩa là tất cả những cái này là sư phụ Ngô Tấn Kiệt ở bên Mỹ đã nói từ cái năm trước đâu quý vị. Thành ra là em Hiếu thỉnh về cho cô chú chị em nè. Đó, bây giờ xe cộ này kia ra đường đó thì chúng ta dán theo, này là tâm linh mà quý vị, phải không? Rồi trong khi đó đó là tất cả những cái sấm giảng thi văn, sấm giảng nè, thi văn nè,
em cháu cho miễn phí hết, bao nhiêu cũng được cho em cháu cho miễn phí, tất cả là từ thiện hết em. Chân dung thầy luôn đó quý vị. Chân dung đứng, chân dung nằm, đờ mi như thế nào em Hiếu cũng trao cho quý vị hết. Tất cả là cái tấm lòng đó, em cháu không cần quý vị đóng góp vô đây đó, miễn quý vị về mà tu hành thôi. Nhất là bây giờ chúng ta có dùng thực phẩm chức năng này, nó hết đau xương khớp, nó hết này hết kia, để chúng ta làm việc quý vị, chúng ta niệm Phật, chúng ta đi làm phước thì trực tiếp cho em cháu từng chỗ từng nơi. Một phần nữa là em cháu đang cháy hàng về cái tiểu đường. Tiểu đường này đó thì bà con á, là sắp tới em Hiếu cũng sẽ dịch ra tiếng Việt cho quý vị luôn, là mỗi ngày quý vị uống 4 lần, mỗi ngày quý vị uống 2 lần, mỗi lần uống 4 đến 5 viên. Lập tức nó sẽ điều chỉnh lượng đường lại, nó không phải tuột đường hen, nó sẽ điều chỉnh cái lượng đường lại. Nếu mà quá thấp thì nó sẽ điều chỉnh lên dừa, nếu mà quá cao nó sẽ điều chỉnh lên dừa. Giúp cho chúng ta uống trong vòng 2 đến 3 ngày thôi, chúng ta đi khám đường lại. Nếu mà khám đường lại, đường nó ok, nó tuyệt vời rồi thì chúng ta uống cầm chừng lại. Thì một hũ tiểu đường uống tầm 6 đến 7 tháng. Mà trong khi đó là chúng ta giúp chúng ta là không bị biến chứng nè, đứt tay đứt chân không có lâu lành nè, không có bị giữ nước nè. Tất cả những sản phẩm này là không giữ nước. Quý vị hỏi đó, em cháu tại sao không dùng thuốc tây? Dạ kính thưa, thuốc tây quý vị dùng giống như là con dao hai lưỡi vậy đó. Nó chỉ là cái thuốc giảm đau, chứ là nó buồn ngủ không à, nó cho quý vị ngủ không à. Quý vị bây giờ quý vị biết đó là uống thuốc tây vô, bây giờ bà con đang ngủ nhiều lắm. Nó là tất cả những cái đó nó giảm đau. Quý vị uống biết nó đưa viên cói cói bự bự nè, uống biết là lũng bao tử hết trơn. Chính ba em cháu là mắc đó quý vị. Một ngày ông uống 4 lần, 5 lần. Một lần uống là cái viên nó ba lớn nè. Kiểu như lúc ông sợ chết đúng không gì. Thành ra là không tránh khỏi. Uống mà bây giờ tiểu đường biết ăn qua nó lủng phổi, lủng bao tử luôn. Bao tử nó nội soi ra cục 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 như gì. Ghê lắm. Lúc đó em Hiếu nằm bệnh viện nuôi cha. Mà nó khám nghiệm, nó xét ra, nó chụp hình lên cho mình thấy luôn đó. Là ghê lắm đó. Thì ngày hôm nay em Hiếu với cái tấm lòng từ bi, em Hiếu đây không phải thầy thuốc, cũng không lên mạng bán thuốc, cũng không có cần nhất thiết đâu quý vị. Này em Hiếu ghi đây là lưu hành nội bộ thôi. Cô chú anh chị em cần thỉnh thì điện cho em Hiếu đó, thì em Hiếu trao cho quý vị. Chứ em Hiếu không có nhất thiết phải lên đây quảng cáo. Như quý vị nhiều khi bình luận vô là bán thuốc Sơn Đông mãi giỏi đó, em Hiếu không màng đó. Em Hiếu làm đây vì bà con, vì cái bệnh đau của bà con. Em Hiếu không phải lợi dụng cái đó mà em Hiếu đi kiếm tiền. Đó, em Hiếu chỉ đi kiếm cái phước đức thôi. Mà thầy nói là tích đức chờ ta trốn hẹn hò, chứ thầy không có kêu mình là tích nhà lầu, tích xe du lịch hay là tích cái gì đó để gặp thầy. Mà thầy nói là tích đức, thầy nhắn cho là tích đức chờ ta trốn hẹn hò. Thì thầy hẹn mình chỗ nào? Hò hẹn Phật Thiên Hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thỉnh thơ chở gốc hài. Tức là thầy hò hẹn mình ở trong ruột năm non, trong núi cấm á. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng, trên đài cao gọi các linh hồn, nay ngu khờ len lỏi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn muốn bể. Rồi thì ngày hôm nay em Hiếu muốn chia sẻ quý vị thôi. Em Hiếu nhắc một lần nữa, quý vị thỉnh hai thực phẩm chức năng này với hai phần dầu này, em Hiếu bao ship. Còn quý vị thỉnh ba phần thực phẩm chức năng với ba phần dầu thì em Hiếu tặng cho quý vị hết tất cả. Chai xoa bóp, hũ ngứa, nhỏ mắt, nhỏ mũi, bao tử, mắt, gan, sỏi thận kia em Hiếu tặng hết cho quý vị tất cả như thế này. Rồi cô chú anh chị em có cần chi liên hệ với em Hiếu ha. Số điện thoại là 0338616469. Thì cũng thưa quý vị ơi, trăm ngàn lời nói không bằng cái lời nói thật. Lời nói lời ngon sức tận đáy lòng của mình, để làm sao để giúp đỡ cho cô chú anh chị em hết bệnh mau khỏe, để mà gái niệm Phật, để chờ thầy trở lại. Nam mô A Di Đà. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Chào Quỳnh ha. Rồi chào đệ. Rồi hôm nay thời gian ở đây đó, Quỳnh làm những cái công việc gì và Quỳnh đi đâu vắng mặt bà con đó Quỳnh? Thì bà con đang thắc mắc hỏi Quỳnh đó, mong Quỳnh chia sẻ cái điều này ạ. Mấy ngày đi làm giúp cho bà con ở ở Bù Đăng Bù Đớp á. Ở ngoài Sài Gòn cũng có số bà con mượn ra ngoài giúp những cái bệnh mà nó cũng dạng cũng hơi tựa tựa nó nan y, nhưng mà nói chung là hên chủ phước thầy thì cái cách mình hỏi thăm bà con thì giống cái chứng bệnh mình làm được. Dạ. Ra ngoài làm mấy ngày ở ngoài giúp bà con đó, thấy bà con cũng giảm bệnh nhiều quá rồi mình thấy mình mới về. Dạ. Thì hơi vắng đại Hiếu. Bữa nay dạ, hẹn đại Hiếu lên thì cũng có những cái hay nè. Dạ. Cái thực phẩm chức năng này đó là của người cô.
người cô này trước đây là cũng uống loại thứ, bà cô này thì bả nhức đa viêm khớp á, nhức dữ lắm. Dạ. Dân bả là có tiền, bà cô thì bà con ở sớm á, nhưng mà uống rồi nói chung là uống rất là nhiều thuốc, nhưng mà hết thuốc thì đau lại. Rồi bà cô mới đưa thực phẩm chức năng này đó, rồi cho mình nếu mà nếu ai có chứng bệnh nhức đa viêm khớp á, có nghĩa là thoái hóa đúng sống cổ hoặc thoái hóa đủ gấu ấy, hoặc là những cái khớp tay khớp chân hoặc đau cổ gáy đó. Yeah. Là theo cổ nói là bác sĩ nói là mình bệnh là do thiếu chất dinh dưỡng. Yeah. Ví dụ là ví dụ mình không đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ đau vào chỗ đó, cùng quá thuốc như thuốc chích hoặc thuốc uống thì giảm đau, trong khi đó thôi hết thuốc nó sẽ đau lại. Thì cái này nó không phải là thuốc, mà cái này nó để vô là nó dinh dưỡng, cái chỗ nào thiếu cái chất đó nó chạy ngay vô đó thì nó cân bằng cái cơ thể, nó không bệnh. Mà thậm chí là thuốc này là bà cô nói hỏi những cái người mà để bán thực phẩm chức năng đó, thì người không bệnh uống vẫn tốt, không bệnh là tại vì con người mình nó đủ chất á, thì con người mới hồng hào mạnh khỏe. Thì cô nhờ uống cái này là có một liệu trình này đó, một liệu trình để cho đại giới thiệu cho đại để thấy cái này, tôi chỉ cho đại là mua cái chỗ đó. Dạ. Tại bà cô này bà thấy gì hay quá mình mới xin bà cái phần này, rồi mới điện cho đại hẹn đây để cho đại thấy. Trung cầm dơ lên cái liệu trình này là thứ này 100 viên, thứ này 100 viên. Ừ. Này bà thực phẩm chức năng nó dinh dưỡng không nha. Dạ. Thì cái này là 25 viên, này 25 viên. Ừ. Cái này là 25 viên. Là cái này 25 viên thì uống. Dạ. Cộng chung cái này nè. Tất nhiên là mẫu một lần mình uống đó, thấy là thì lấy một viên màu này. Dạ. Giờ một viên màu trắng này, màu trắng này. Thì 24 cái loại này đó, thì mẫu cái nó 25 cộng lại là thành 100. Dạ. 100 thì ông này là ông hũ nhỏ này cũng 100, ông hũ nhỏ là 100. Thì mẫu một lần mình uống cộng lại đó, lấy thứ viên đó. Yeah. Viên này kia thì trước nhất cái người mà thiếu cái chất dinh dưỡng thường thường đau khớp này à, hoặc đau khớp này nè, cái đau của gái nè. Yeah. Với đau của đầu gấu nè. Ừ. Với thậm chí mà đau thì mắc cá đó. Dạ. Yeah. Lúc sống cổ đó. Ừ. Với tê hay đau của gái nè, thì cái này là do nguyên nhân là thiếu cái chất dinh dưỡng. Dạ. Ví dụ mình không biết uống thuốc vô á, rồi nó giảm đau khi hết thuốc đau lại, còn này là dinh dưỡng, chỗ nào thiếu nó dinh dưỡng nó chạy lo đó. Này có mười mấy loại dinh dưỡng nè. Dạ. Thành thử giờ này thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Ừ. Thành cho bà cô bà nói này hay quá, rồi thành thử là mình mới chỉ cho Hiếu á, nếu mà có bà con nào bệnh hoạn, bệnh khớp nhất tê á. Dạ. Thì để Hiếu giới thiệu giúp cho người ta đi. Giờ cái chỗ mà cái tiệm mà có bà cô quá mua uống thường ngày thuốc thực phẩm chức năng đó, thì lát nữa mình chỉ cho đại Hiếu lại đó lấy. Okay. Thì đại Hiếu cũng làm phước ta, đừng có lấy tiền cho mua nhiều quá nhiều, bà con nếu có cho mình tiền xăng thì lấy, chứ đừng có lạm dụng gì cái vật chất, bởi vì vật chất thì ai không cần, nhưng mà cái thời kỳ này mạt pháp rồi. Ừ. Cần nên làm phước. Yeah. Ví dụ vì mình không bố thí tiền được thì mình bố thí bằng cái lời nói lành. Và chỉ một vị thầy nào giỏi, hoặc giả thí dụ mình thấy ông thầy nó giỏi thì mình cũng chỉ ra đi, hết không hết rồi tùy duyên. Dạ. Chứ đồng tiền thì chắc chắn ai cũng cần, nhưng mà cần có nghĩa có tình. Dạ. Thậm chí người ta đau nhiều quá, mình ăn đồng tiền của lời của người ta là thắt đứt luôn. Cho nên tôi khuyên Hiếu mình làm việc gì phải giữ cái đức. Dạ. Cho nên bà cô này bà cũng có cái lòng, bà nói thuốc này bà uống không biết bao nhiêu thuốc nhất, bây giờ không hết, bà uống thực phẩm chức năng này hết nè. Thì tôi mong Hiếu tôi ai có đau đó thì Hiếu trao giùm cho người ta đi. Yeah. Uống giờ hết mới mốt để Hiếu mua giùm người ta, đừng ăn tiền nha. Yeah. Thì người ta cho tiền xăng thì lấy thôi, chứ đừng có ăn tiền ra. Ok, đại sẽ thực hiện theo cái tâm nguyện của huynh để mà giúp đỡ cho bà con. Chứ huynh thì huynh không có dính dấp vụ thứ này hết trơn á. Huynh hàng ngày đó, huynh đi xoa bóp rồi này kia đó, là cũng dùng được phẩm chức năng này để mà trị bệnh cho bà con lúc mà mình chào rồi kia đó, phải luôn đúng không huynh? Thì so sánh cái thực phẩm chức năng này đó. Ừ. Thì uống là họ rất là khỏe. Ừ. Là nó cân bằng cơ thể, nó không có dưỡng nước gì, chân tay nó dinh dưỡng mà. Dạ. Còn cái loại này của mình á, hiện nay là cũng nó cũng nhập có một điều. Ừ. Một điều tất nhiên là để mình giới thiệu cho Hiếu, đừng có
đừng giới thiệu cho bà con ta cái phần này nữa ha. Sao Quỳnh kỹ gần cho đại biết ta. Có nghĩa là mình đừng giới thiệu người ta cái phần này nữa. Tại cái phần này nó hiện nay nó cái chức năng của nó là giảm đau thôi. Rồi khi uống hết thời gian thuốc nó sẽ đau lại. Nó là loại là thuốc. Thì so sánh cái này là nó rất là cao siêu hơn. Cao siêu là tại vì nó không phải là thuốc, nhưng uống đủ ngay dinh dưỡng, ngay chỗ cơ thể nó bị bệnh thiếu chất đó tự nhiên hết. Thành ra là cái này thì nó uống hay uống cắt đau liền, nhưng mà hết thuốc sẽ đau lại. Thì cái phẩm chất của nó là nếu tính theo tánh dược của nó là nó thua thằng này xa lắm. Đúng rồi. Thằng này nó uống thậm chí là uống giống như viện vậy. Hết thuốc thì sẽ đau lại. Còn là thằng này thì nó đủ cơ thể hết nhất á. Là hết đủ luôn. Là nó hết luôn, tại vì nó là cái chất dinh dưỡng giống như bao tử, mình ăn cơm no rồi thì đâu còn đói nữa. Đó là mục đích của nó là vậy chứ không phải là thuốc. Như vậy thì đại đã hiểu ý Quỳnh rồi, nghĩa là bây giờ mình đã nâng cấp được lên cái lọ thuốc này. Còn bây giờ á là lọ thuốc này cho đại hỏi thêm đó, cái lọ dinh dưỡng này đại hỏi thêm đó, là bây giờ bà con ta bị viêm gút đó là ta uống cái này được không? Cái này là chị nó kèm luôn, nếu có người ta mà bệnh gút mà không bị dứt. Không bị nhất là loại là đau thoái quá rồi đó, dặn uống được là hiệu quả 99%. Nếu cái bệnh rút nghe, 99% uống chung cái này được. Còn thí dụ người ta không bệnh rút, bệnh khớp thì uống cái phẩm chức năng này nó đủ dinh dưỡng rồi tự nhiên họ hết. Hết rất là dài, sau này họ thiếu chất dinh dưỡng để cơ thể mình mà ăn rồi nó sẽ đào thải ra những đường tiểu. Thì nó hết 5 tháng 3 tháng nó hết cái chất dinh dưỡng sẽ đau lại. Mà mình phải uống nữa. Thì cái dinh dưỡng mà giống như mình bao tử mà ăn sắm mơ rồi chiều đói thì mình nó ăn lại. Thì đây là nói về giải thích về cái cơ địa con người. Tại vì không biết nó tại sao tôi uống chức năng này sao mà nó quá hay, khoảng 4-5 tháng sau sẽ đau lại. Thì nó hết cái chất dinh dưỡng rồi, giống như xe mà chạy hết xăng thì phải đổ. Thì nó vậy thôi, thì cái sức khỏe cũng vậy thôi. Vậy là cái thuốc này là Quỳnh đã tìm hiểu được qua một cái người gì đi hen. Người gì? Chị dẫn với Quỳnh, tại lúc giờ là Quỳnh xài cái hũ kia. Hũ đó là mình xài này không? Hiệu rất là hiệu quả. Nhưng mà tính ra kỹ là nó có thời gian hết thuốc sẽ đau lại. Nó cũng hay, nhưng mà cái thằng này là tuyệt ok. Tuyệt đấu có nghĩa là không giữ nước. Tại vì nó là thực phẩm chức năng giống như món ăn của mình thôi. Nó loại dinh dưỡng mà. Mình thử ra là mong Hiếu đừng có giới thiệu phần này cho người ta nữa nha. Mình cắt đứt này đi. Mình để mình mần cái gì cũng có cái đứt chút xíu. Đúng rồi. Rồi còn cái bây này giờ là sắp tới là Quỳnh cũng sử dụng thực phẩm chức năng này để giúp cho mọi người chung với đại luôn. Thì Quỳnh cũng chỉ, Quỳnh cũng không lấy lời gì hết. Đúng rồi. Có nghĩa là ai có cho tiền xăng lấy, Quỳnh nó mượn Quỳnh đi 5 cặp 3 cặp gì đó. Quỳnh đi là đó lấy về giùm rồi. Nhưng mà không sao đâu, Quỳnh chắc cũng công chuyện bề bộn làm giấy bá nhiều quá, chắc Quỳnh cũng tạm thời gian rồi, lắm cũng chuyện nhiều chuyện lắm. Nếu ai có cần thì giao cho đệ rồi đi cái tiệm đó đó. Đệ đi lấy giao cho người ta, cái này là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc. Nói dành cho ta là nhưng mà hiệu quả 100% luôn. Đúng rồi. Là bây giờ là mấy ca bệnh bây giờ sắp tới là mình sẽ triển khai là làm cái thực phẩm chức năng này luôn ha. Đúng rồi. Nó hiệu quả, nó không phản ứng phụ. Nó nâng cấp hơn. Nâng cấp. Tại vì nếu nó thuốc á thì uống vô thì nó ví dụ nó hết bệnh nhất thì đau bao tử. Phải không? Thì đây là phẩm chức năng thì nó là loại dinh dưỡng không à. Nó các loại dinh dưỡng nào vitamin C, vitamin A, vitamin E rồi tùm lum trong đó. Đủ chất đó thì cơ thể mình nó cân bằng. Thì bây giờ bà con ta biết đến Quỳnh đó thì qua những cái điều từ thiện của Quỳnh để mình làm để giúp đỡ cho bà con. Hôm nay Quỳnh lên Quỳnh phát biểu như vậy là bà con ta rất là cần cái hộp dinh dưỡng này. Đúng rồi. Để có thể mà chính do Quỳnh là xác nhận dùng đại là Quỳnh sắp tới là cũng sẽ dùng cái này luôn hết. Đúng đúng, mình cũng dùng cái này. Mà cái này nhớ bà con là bất cứ người có bệnh không bệnh uống vẫn tốt bình thường. Tại là dinh dưỡng chứ không phải là loại thuốc. Thành ra mình nhớ người Hiếu làm gì cũng giữ cái đức ha. Đúng rồi. Đừng có thí dụ người ta mình mua có 1.000 mình bán người ta 3.000 là mắc thắt đức. Đúng lắm rồi. Người ta đau hết tiền hết bạc rồi, gặp tới mình là đường cùng rồi. Đúng rồi. Ví dụ là Hiếu có dư nghèo quá thì cứ tặng ra đi, tặng mang mốt người khác á. Giúp đỡ mình còn nhiều hơn nữa. Ok. Mình giữ cái đức đi. Đúng rồi. Thì đại cũng chuyến trước đại tặng cũng rất là nhiều. Rồi cái sau này đại mới bán gọi là vốn chia lại với cái vốn của mình đó. Như là tiền shipper này kia là mọi người cứ việc trả để với chị giao là giống như là mình đứng ra trung gian để mình giao lại cái dùm cho bà con đó chứ để không bao giờ mà gọi là ngoài đời gọi là chặt chém ai chứ còn
còn cái dầu mà Diêm Son đó là Huynh sẽ miễn phí cho đệ 100%. Tức là tại vì Huynh á là mấy đứa con của Huynh á là nó tình nguyện mới cho dầu bỏ qua nhà. Rồi rồi, đệ cũng miễn phí cho bà con. Miễn phí, Diêm Son miễn phí. Tại vì mấy đứa con á, ba làm bây giờ con lâu lâu cho vài trăm chai á, rồi bao vô giúp cho người ta, rồi thành ra là mình ở đời thì cũng có nghĩa nhân ít nhiều cũng trên xã hội. Thì tôi cũng mong Hiếu cũng dán giữ cái đức độ của mình chút xíu. Yeah. Tuy mình anh em mình nói chuyện như thế này thì tất cả bao nhiêu người quan tâm mình nói chuyện có hậu có đức không, người ta nhìn ta biết. Đúng rồi. Chứ không phải không, mà mình làm thứ nhất mình làm mình sái lương tâm của mình, bản thân mình biết trước trời Phật. Tại mình vừa làm chuyện ác thì mình biết trước. Đúng rồi. Cho nên cái đoạn trong kinh nói là khỏi cần hỏi ý thằng tiên, tự mình biết mình tiên hay phàm, tự mình làm cái chuyện xấu là mình biết trước, mà làm chuyện thiện mình biết trước. Đúng rồi. Cho nên có lắm lúc đó, này mình không có nói động lây ai, nhưng có số tôi coi nhiều YouTube người ta bình luận là nhiều anh quen YouTube đó, là làm rất tốt. Cũng nhiều anh em YouTube làm những chuyện có hơi phiền người ta, là phiền có những cái là bắt quà. Ra cái chuyện của người ta mình không nên nói, nhưng mà mình phải giữ trạng thái làm sao mà YouTube của mình là người ta mến nhiều là được. Tại vì mình làm giá dấu người ta nhìn ta biết hết trơn à. Lắm lúc thiệt với đệ ha, Huynh biết rất nhiều, đi sát vấn đề biết cái điều. Nhiều khi người ta gửi một tấn gạo cho họ bố thí có 500kg à. Yeah. Nhưng mà thật chắc làm vậy làm chi, hồi đó giờ mình không có đó mình cũng sống được. Mình làm vậy là cái lương tâm của mình sao mình thì nó khác, người ta làm được nhưng mình làm không được. Thì mong đệ Hiếu cũng nhớ giữ cái gì cái đức cho con cháu mình sau này. Nhất định thì Huynh đệ mình đã là Huynh cũng biết đệ lâu rồi đó. Nhất định là không có bao giờ cái chuyện đó nó xảy ra. Một tấn là phải phát hết một tấn. Đúng rồi. Không có chừa trong nhà một gạo nào chứ. Đệ biết không là đệ đừng bữa nào đừng xuống mà bất ngờ không có Huynh ở nhà. Đệ hỏi đầu trên đầu dưới. Ông giàu ổng nghe nó ổng bán đắt mà ổng cho thuốc ta có không? Cứ hỏi lén thôi. Là người ta trả lời. Huynh bán đắt á cho mà mòn giết rồi Huynh giết hết luôn, cũng nhưng mà cũng có người khác giúp là hút nữa à. Thì cái thời kỳ nữa đệ. Cho nên ông ba Nguyễn Văn Thới là đệ tử của Đức Phật Thầy Tang á. Ông nói ai mà tích đức tu nhân ông bà cha mẹ Phật thần giúp lên, thấy không? Tòa vàng ân ở vững bền khỏi lo lý với miền trần gian. Vậy thì mình hôm nay mình con cháu mình muốn báo hiếu ông bà cha mẹ không phải là cho tiền. Nó chết rồi cho tiền đâu xài được. Chúng ta làm việc nghĩa cho xã hội, cho đất nước nhờ. Ví dụ hiện giờ mình nói gọn là đất nước đang lâm nguy khổ, thì mình không có tiền thì mình lấy sức ra để giúp cho đất nước. Lấy sức trí tuệ của mình trí tuệ ra mình nói những lời hay lẽ phải, đóng góp là để bảo vệ cho đất nước của mình cho nó tốt lành mạnh lên. Đúng rồi. Đó cũng là gọi đền ơn đất nước. Rồi là hiện giờ nói chung là thời kỳ này ai cũng biết tu hết trong hai không biết, nhưng mà cũng vì đồng tiền cái nó quên nhân nghĩa nữa. Thì mong Hiếu mình kết nghĩa với nhau đi, mình làm việc phải đi, ơn trên cho hộ trơn. Dạ, nhất định em hứa với Huynh là những cái việc làm của Huynh bây giờ là giúp chỉ dẫn bà con được một cái thuốc dược phẩm này, đó là một cái thực phẩm chức năng này, đó là rất là hay luôn đó. Mình đang giúp ích cho đời đó. Dạ, cái này mong Hiếu cũng giải thích cho người ta, bà con mình đó. Là này không phải là thuốc thực phẩm chức năng thôi, mà có người bệnh uống cũng được, mà không bệnh uống vẫn là tải nó dinh dưỡng thôi. Yeah. Thì mình nhớ cái câu là nhân và quả, thì mình nhớ cái câu đó là mình làm việc rất là chân chánh. Thành ra là cũng có số người để mình nói là nói cái đồng tiền nó cũng che theo cái mờ họ nói là vậy, chứ họ làm khác nó cũng khổ lắm. Cho nên thôi, ai biết chi việc phải cứ làm, thì sao mới biết ai phàm ai thánh. Thì mình dán làm vậy hút làm việc nghĩa đi. Rồi thì cho đỡ thêm đó, là mấy hôm nay Huynh đi rồi tiền xăng xe cộ thế nào và như cách thức Huynh đi ra làm sao đó Huynh. Nó thật với đệ là mấy nhỏ con của Huynh á, nó có đồng làm phước lắm. Nó làm ba cứ làm đi, rồi con ủng hộ tiền xăng, tiền đi tới lui ăn uống rồi con lo. Rồi trước đây cũng có số bà con giúp mà mình không có xin. Không xin, xin cho quậy kỳ quá. Rồi có hai đứa con, nó cũng buôn bán bằng ăn, cũng có ăn chút đỉnh. Rồi mỗi lần mình đi, mình nói ba muốn đi làm việc xa từ thiện đó, thì nó gửi tiền cho mình đi. Nhưng mà quan trọng thì để nói với Huynh đó, xin hoài nó cũng hơi phiền, cũng hơi gầy hen.
mà nó nghe mấy đứa nó chỉ biết tu. Yeah, nó biết tu thì biết tu nó mới biết làm phước, thành thử cho mấy đứa mà người đời mà ông sinh mà đi khơi khơi dễ nó cho. Đúng rồi. Thậm chí một năm nó bố thí ba cái dầm. Mà có dầm nó tắn tắn gì đó. Rồi cá nó phóng sanh lê ra hoài á, mấy đứa con của mình nó vậy đó. Cũng nhờ từ cái phước báo mà nó biết làm việc thiện nó mặn có ăn. Rồi thì nó nghe thì nói thì nó không phải tiếng sinh, nhưng mà nói chung cũng cần những cái sự ủng hộ của cô chú anh chị em, giống như là đóng góp chung với mình trên cái chuyến thuyền này. Đúng rồi. Chuyến thuyền để mình đi giúp đời bà con ở ngoài Sài Gòn, ở Đồng Tháp, Tâm Nông, Lấp Vò, nghĩa là những cái nơi này nơi kia. Thì bà con nói chung là không có biết chỗ nào làm phước đó. Người ta hùng tiếp với huynh, như tiếp tiền đổ xăng với huynh, ta tiếp tiền kia đó. Anh cho huynh đi làm việc của huynh, đó, làm việc giúp đời, đưa những cái thực phẩm chức năng dinh dưỡng này để cho bà con. Đúng rồi. Cho nên để hiểu nhớ kỹ là nhiều cái câu mà Phật để lại hay lắm. Cũng giống như là có người kia hỏi chứ, ba má tôi đã chết với ông bà tôi chết nhiều đời nhiều kiếp quá lâu mà tôi bây giờ hồi đó tôi ăn chơi không à. Bây giờ tôi tu có thể là giúp ông bà cha mẹ được không? Cái tôi nói cái đó là quá, có đâu gọi là rất là tốt. Để tôi đọc cái câu vừa rồi, cái cô ta chịu liền. Tôi nói tại vì bố hiếu trên thế gian tất nhiên là nuôi cha mẹ no ấm, rồi cái đó là gọi là bố hiếu thế gian. Còn báo hiếu sức thế gian tất nhiên là cha mẹ tổ tiên mình qua đời là gọi là sức thế gian. Vậy là báo hiếu là sao? Bố thí, nhẫn nhục trì giới và tu hiền. Thành thử là cái phước báo đó được ông bà mình được lên. Cho nên nó là ai mà tích đức tu nhân, ông bà cha mẹ mặt mình dưỡng lên đó, rồi vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao lý dưới miền trần gian. Không, hoặc có câu là thuyền to một chiếc sấm da tất nhiên sẽ chở cả nhà đi luôn. Thì mình đóng một chiếc thuyền bự, đây là ví dụ mượn sự diễn lý, thì mình đóng một chiếc thuyền bự thì mình chở cả nhà, cả dòng họ bên bên mình luôn. Yeah. Bên nội bên ngoại. Đúng rồi. Thì đây một chiếc thuyền, đây muốn nói là mình tu mà Đức Thầy đã chứng minh là dáng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến kinh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc nhọc qua quyền. Vậy thì mình kết luận ngược lại là những cái câu này và cũng thánh hiền để lại thì mình nên làm phước. Tại vì làm phước hưởng liền tại gia đó. Cho nên có người hỏi mình ở đây, tôi phải đi chùa tu với so sánh ở tại gia có được hay không? So sánh cái nào được? Thì tôi trả lời cái nào cũng được, nếu có điều kiện ở chùa tu cũng tốt, mà không có điều kiện thì ở tại nhà tu cũng chẳng tốt. Tại vì Phật Thánh Tiên có nói một câu là tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật dứt đưa sớm về. Thì ví dụ mình ở tại gia mình tu, vừa tu xã hội, vừa tu cho đất nước, vừa tu nhân loại, tất cả những cái mình tu, tu là gì? Từ cái xấu á, cái tâm mình ngày xưa mình ganh tị người ta, ganh tị ai giàu có mình ganh tị, bây giờ bỏ đó đó là tu. Giờ bắt đầu hiềm thù chuyện này chuyện nọ là mình bỏ đó là tu. Chứ cái chữ tu nó trở về bản lai thanh tịnh. Chứ không phải là chữ tu đó mà mặc áo miễn rồi cúng lại ngày hai ba thần, không phải. Không cần tôn giáo mà họ dẫn, người đó không có cần tôn giáo mà họ dẫn cái tấm lòng tốt thì cũng được giải thoát như thường. Đó. Thành thử ra là cái tấm lòng tốt, Phật từ bi ấy, thì mình từ bi thì sao thì Phật, mình bắt chước theo Phật vậy ấy, thì nó sẽ giải thoát ở đây. Chứ nhiều khi nhiều người không hiểu, tu khó chứ không phải tu rất dễ. Cái nãy mình tính hơn, bây giờ không tính hơn, tính bằng ta thôi. Là đó là tu. Thì sau khi có việc mà mình để trao đổi thêm thì cái phần này để dán giữ cái đức độ mình giúp cho bà con ở đây. Ok. Rồi, bây giờ là hiện giờ có một cái vị này ở dưới An Giang mình, ở Châu Thành đó. Dạ. Là cầu cứu huynh đệ mình. Thì đệ muốn hỏi huynh đó là huynh có biết về chị về tâm linh không? Tức là những cái vong linh, vong hồn này kia thường thường hay là mượn xác, mượn này kia để làm những cái chuyện phá gói cái thân thể của cái người bệnh đó đó huynh. Huynh chia sẻ điều này cho đệ biết để bây giờ, bây giờ mình chứng minh luôn cái cô này trang nhắn mình cái đó ha. Đúng rồi. Có là mình đã chị tâm linh. Thì đối với tâm linh mình chẳng chị được, mà tùy theo cái duyên cái cô này như thế nào thôi. Chị được. Thì theo mình nghĩ á, tâm linh là gì? Là nó nằm vô hình, nhưng mà chúng ta biết tôn trọng vô hình á thì chắc chắn là cái công chuyện này nó sẽ thành công. Cho nên nếu như vậy thì đệ có hứa cái người đó không? Dạ, đệ cũng nói là đệ, chị đó nói là có duyên với đệ, tất cả những anh em YouTube kia rất là nhiều, nhưng mà nói là mến Nhân Hiếu, nó thấy Nhân Hiếu có
đức hậu và cái mặt hiền lành gì đó. Thì đại còn đại chỉ hứa là sẽ kiếm được những cái người Phật giáo hòa hảo tâm đạo để giúp cho cái người con người đó bị bệnh đó, cái chị đó bị bệnh đó. Thì đại hôm nay cũng gặp huynh đó, huynh chia sẻ về đại về cái cách trị bệnh về tâm linh của huynh này cho bà con nhiều khi nhiều clip sau đó con ta biết tới huynh đã tìm đến huynh đó. Thì cái tâm linh cái thứ nhất đó, nếu người ta ở chẳng hạn Gia Trang, Đà Nẵng, Công Tâm làm sao mình đi được, hoặc ta đi vô đây khó khăn, nhu cầu nó tên họ thôi, nó tên họ thì mình biết bắt từng số đó, mình hỏi người ta đó là như vậy là bao nhiêu tuổi thì được rồi. Rồi mình biết người đó bị bệnh gì thì mình cũng có cách, không có những cái phải cần thuốc, có cái không cần cần thuốc mình dùng thuốc, thì mình chỉ bằng tâm linh. Tâm linh là sao? Tâm linh tất nhiên là mình khẳng giá những cái gút mắt nào đó mình biết cách gỡ. Còn cái số người họ không tâm linh là cái chuyện của họ, họ tin là cái chuyện của họ thôi. Còn mình đấu với trong cái ngành nghề của mình thì mình biết tâm linh là một cái thế giới vô hình. Thì mình sẽ biết cách hòa đồng với cảnh thế giới vô hình, thì cái người bệnh thân đó thì sẽ giảm bệnh bớt đau. Thì mình trị cái này là hồi năm tới 2000 tới bây giờ, tính năm nay 2004 phải không? 2024. 2024. Thì tính là 24 năm cái ngành nghề thì mình đã làm rồi. Thì bây giờ chứng minh cái người này tại Úc Châu. Tại Úc Châu mình trị bằng tâm linh, Úc Châu thì chỉ nghe qua một cái cuộc điện thoại của mình thôi. Thì họ mới hỏi chứng bệnh họ, thì mình nói thôi chỉ là tôi sẽ làm một đêm chút xíu, một sáng có giảm thì tấn công thêm. Mà đây ở ngoài đâu có thuốc, rồi ở ngoài đâu. Thành ra là mình mới làm cho để coi cái phần này ha. Okay, rồi. Nè, gõ lên đi, để gõ đi. Người này trả lời đó. Nam mô A Di Đà Phật, con ơi Phật pháp nhiệm màu. Không có mũi giảm đau hết 9 phần rồi, giờ còn 1 phần là không thể nào mà tin được luôn á. Ngày hôm qua rất là đau, trong vòng một đêm không thể nào mà nó hết như vậy được. Đúng là Phật pháp nhiệm màu, đúng là cái gì mà con ơi. Rồi. Thì cái chị này là huynh kể sơ chi tiết là chị bị bệnh gì, cái thức huynh làm sao đó. Cái chị này là đầu tiên là chỉ đau cổ họng, ăn uống không được. Nhưng mà bác sĩ Úc Châu đâu phải đơn giản. Thì đến bác sĩ Úc Châu là nằm, chị cô đó nằm hết chưa được một tuần, cô nói nằm đâu 4 ngày 5 ngày gì đó. Thì bác sĩ khám là hoàn toàn trong cơ thể không có bệnh gì hết, mà có bệnh mới đau chứ không có bệnh gì đâu. Mà cô mấy là xin xuất viện về. Một khi cô xuất viện về thì thấy trên cái clip của mình là cổ có một cái cảm giác làm như là có cái mến mến cái cách nói chuyện sao. Cô mấy kể lại là chứng bệnh như vậy. Chứ thật chắc cũng cô cũng không có nói vấn đề vụ mà mình làm cái nghề đó được. Rồi mình mới trả lời cô có tin tôi không. Nếu có tin thì tôi sẽ cho biết tên họ để tôi cầu nguyện một đêm một. Rồi có công chuyện tôi làm sao thì cái chuyện của tôi. Nếu bớt thì cô cho hay. Thì trong đêm đó mình đã cầu nguyện cách làm của mình thì bằng không có thang thuốc nào hết. Tại vì từ Úc Châu đâu phải ở đây đâu. Thì sáng là cô sẽ nhắn qua một cái cuộc vừa rồi đó. Rồi, ok. Tức là huynh kêu đồng đạo lại cầu nguyện. Đúng. Và buổi sáng là huynh như chẳng hạn như là phóng sanh cá, phóng sanh chim, rồi làm từ thiện phát gạo này kia, dụng gì đó, nó sẽ có công việc thiện đó. Nhưng mà cái phần tâm linh của huynh đó thì huynh cũng sẽ xin cho cái người đó luôn. Đúng. Như vậy thì có thể là trong vòng 9 ngày đảo lại thì nó sẽ hết. Đúng rồi. Mà đúng cái rồi. Cô này thì mau thiệt, cái cô này là mau lạ hơn. Cô này chỉ có một đêm 6 ngày. Duyên lành. Duyên lành. Ok, còn những cái người mà ở xa muốn đến tận nhà đó thì cũng có thể điện cho huynh đệ mình, có thể đi đến đó để mình chia sẻ lên luôn. Đúng rồi. Nhiều khi bà con người ta bệnh rất là nặng nhưng mà gia đình người ta cũng gọi là cũng khá giả đó. Đúng rồi. Ta muốn mời mình đi ra ngoài mình cũng vẫn đi. Đúng. Còn nếu mà không đó, gia đình nghèo hoặc giả là cái phương tiện đi lại nó khó khăn đó thì cứ việc chụp mình cũng đi luôn. Cũng đi luôn rồi. Nếu mà gần thì mình đi luôn rồi. Còn xa quá thì mình sẽ suy xét lại rồi. Đó thì chụp hình gửi tên họ qua thì mình có thể trị luôn. Đúng rồi. Như cái hiện giờ đó là cái ca ở dưới Châu Thành đó để nói với huynh này cái mẹ của người này đó là chủ nuôi trồng nông sản tức là cổ bà đó bà nói đó là một tháng gì đó bà có thể bán đến 1.500 đến 1.500 con heo là con cổ là tức là cái chị này 40 chị Mỹ Duyên rồi đó, chị 41 tuổi là bán thức ăn cho tất cả các đại lý. Nhưng mà từ khi mà phát bệnh rồi phải không, là giống như là ai mua thì mua, ai bán thì bán, trả tiền trả không trả thì thôi.
thì bắt đầu cái chị, cái con này mới đi chụp đi trị bệnh là chị hết 5-6 tỷ, tới giờ 10 năm là chưa hết đó. Thì Quynh tìm hiểu qua rồi ngày mai Quynh đợi mình đi như vậy nó có giúp được bà con không? Được, cấp nãy là có nói chuyện sơ qua thì mình nói với bà mẹ của chị đó đó. Thì cái bệnh này mình can thiệp được, nhưng mà với cái điều kiện phải tôi sắp xếp trong cái chuyện làm á, nó không tốn kém đồng bạc nào hết. Đúng rồi, mà phải tin tưởng một cái lực vô di thì sẽ hết. Dạ. Yeah. Bà mời mình ngày mai mình đi xuống dưới đó. Ok. Ngày mai nhằm ngày 27 đó, ngày 27 mình. Dạ. Thì tháng Giêng ha. Thì ngày mai anh em mình cùng đi xuống dưới để giúp coi. Rồi, như vậy thì Quynh Sáu Giàu ngoài là một cái vị lương y, còn có thể trị về tâm linh, rồi nói chuyện đạo luôn quý vị. Nói chung là đa năng hết trơn. Mà có không có nào vậy, hay như thế nào đó. Như vậy là bà con cô bác có thể tìm hiểu qua. Như lúc giờ biết Quynh Sáu Giàu là lương y với nói giảng thôi, bây giờ là biết qua là chị tâm linh luôn đó, để mà gửi gắm cho cô chú anh chị em. Rồi cái video ngày hôm nay xin kết thúc ha. Quynh cũng gửi đôi lời với bà con. Dạ, mình xin gửi đôi lời với bà con. Cái thuốc này là thực phẩm chức năng. Cái này là thực phẩm chức năng chứ không phải là thuốc, nó lộn. Thì cái này một là nó thiếu chất dinh dưỡng. Thì nó phải nhức khớp, nhức cơ và tê. Thì cái chất dinh dưỡng này vô nó vô trong nó đầy, nó chạy vào cái chỗ nào đó thiếu, nó cân bằng lại thì nó sẽ khỏe. Chứ uống không có giữ nước, không có gì hết, nó không phản ứng phụ gì hết. Thì một lần uống thì thôi bà chức uống ngày 2 lần thôi. Thì nếu mau hết thì mình tăng đô, cứ giờ uống lấy một viên này. Và một viên này và một viên bự này nữa. Thì một lần uống nó vậy nè, đó. Lấy một viên nhỏ xanh, một viên nhỏ hộp nhỏ này, một viên bự bự. Thì cái này là 100 viên, này 100 viên, này 25 viên. 4 cái thành 100 viên. Thì đó là vậy đó, nó là những một bộ tâm sên cái thuốc thực phẩm chức năng đó nè. Nó vậy đó. Đó. Thì mình uống mỗi lấy hướng viên. Để sau khi này để giúp cho bà con hay đấy. Thì ai có cần thì để chỉ địa chỉ cũng được không, hoặc là bà con nó muốn cần hiếu giúp đỡ giùm bà con đi ha. Mình nhớ là không đặt vấn đề gì thì cái tiền bạc mà để lời gì hết, cô bác có cho tiền xăng lấy không cho thôi. Rồi vậy đó, mình giữ cái đức độ chút xíu đi ha. Dạ, nhất định đại sẽ thực hiện theo cái tâm nguyện của Quynh để giao gửi gắm lại cho đại. Đó, để cho đại làm để giúp bà con. Rồi, cảm ơn Quynh nhiều. Cái phần này là trách nhiệm của tôi, tới đây là tôi không có dính dấp vô thuốc này nữa. Cái bản chức năng chỉ là đại làm đi ha. Rồi ok. Rồi năm mươi cảm ơn bà con cô bác coi video này và suy xét những lời nói của Sáu Giàu, coi nó có đúng gì chân lý và đúng mà cái giả dấu hay chân thật gì không. Cũng đừng nên tin tu quá. Thì mong bà con cô bác cũng tìm hiểu được cái câu nói mình có thật hay có giả, rồi hả đừng dụ giả để tin tu quá ha. Rồi xin cảm ơn bà con. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.